các bạn có thể chơi bộ môn thuật này là bất kỳ nơi nào, chỉ có một chiếc thuốc thôi. Đây mình có một cái chiếc thuốc. Chiếc thuốc này nó rất là nóng, các bạn có thể thấy. Mình sẽ nhét vào đây. Các bạn có thể chơi được mọi nơi.